thấy thấy buồn mà tủi, thì bây giờ em mới có cái tâm trạng là em nhờ chương trình đó. Thì em nói thật tâm là con á, thì nó rất là ngoan, tại vì hồi đó là đi theo mẹ là không theo, dứt khoát không theo mẹ mà Wow. theo cha, mà cho nên bây giờ có đầy đủ rồi, có tương lai rồi. Bây giờ nhiều khi em cũng thấy gì nè, buồn tủi thì À. mới nhờ chương Rồi anh có nói với con anh trước là khi mà nhờ chương trình sau là ba mang lên đến chương trình tìm ba tìm mẹ cho con nữa, anh có nói không? chương À, em chào anh. Anh chào quý vị khán giả trên cộng đồng mạng đi anh. dạ dạ Ê, xin chào quý khán giả trên cộng đồng mạng, và xin chào chương trình. Rồi, anh Em xin chào thân thương tới mọi người, mọi miền trên đất nước. rồi anh cho mọi người biết về nhân thân của mình đi. Dạ. Em tên là Đoàn Văn Vũ, sinh năm 1982 ở Ba Chinh, Kế Sách, Sóc Trăng. À, 1982, Thì nhưng mà em tuổi cũng thật mình là tuổi bao nhiêu tuổi anh? dạ em năm nay là em 43 tuổi, em tuổi À, Nhâm Tý. rồi nhâm tức khen. dạ Rồi anh Thế đúng không? dạ Rồi anh Thế 43 tuổi dạ ở Sóc Trăng. Anh tại là đang làm nghề gì? dạ em mua bán dừa, dừa À, tươi, dừa mình uống nước á. rồi vừa tôi uống nước là vừa đó là ở nhà mình luôn á anh. Dạ Mình em mua đi bán lại. à, rồi công việc mình mua mua dừa bán dạng như là mình mua sỉ hay là mình mua lẻ anh? Dạ em mua là mua trong vườn, rồi em ra là em sỉ và bán lẻ lại. À, mình cuộc sống mình bán vậy à, một ngày lời được à, khá không? Thì bây giờ em nói thật, thì mùa mưa thì một tháng cũng được 500-700 trái, còn mùa nắng thì em bán ngày tới 2-3 ngàn, 3-4 ngàn trái lận. Trời ghê vậy. Vậy là lời cũng khá vậy, Dạ là ngày cỡ được triệu không? dạ được. Chà ngon à. Nhưng mà nếu mà vừa mình ở cái miền Tây mình á có hoài không anh? Hay hay là mình bán thời gian rồi mình Dạ ngưng thời gian? có quanh năm luôn. Ồ vậy là ngon đó nha, cái nghề này cũng được á. Rồi thì Dạ. anh có thể cho quý vị khán giả biết về hôn nhân của mình đi. Dạ em nói thật là có gia đình, nhưng mà khi mà được sinh đôi hai bé thì cũng hơi đổ vỡ, là được 3 năm rồi mẹ mới bỏ, rồi À bây giờ là mình nuôi hai bé, là bây giờ 13 tuổi, học lớp dạ 8 rồi. dạ rồi dạ hai đứa nam hay nữ anh? dạ hai bé nam sinh đôi. Anh có biết lý do tại sao mà chị bỏ con mình để mà đi không? Tại hồi đó lúc đó đó là do hai bên đó là bất đồng ngôn ngữ, là bên bên vợ đó, thì có một mình gái à, Dạ. bên đây thì có tại vì bên đây là nói chung là không có tài sản, thì thành thử nó hơi khác biệt cái gì quan cách. Còn bây giờ thì em lo được con em 13 tuổi rồi, học lớp 8 rồi. Dạ, em thấy là không có người mẹ nào mà nhẫn Dạ. tâm bỏ con mình vậy đâu. À, nếu như mẹ mà vẫn Dạ. nhẫn tâm mà bỏ con mình thì đâu phải là người mẹ anh, mà là lòng nào mà để cho người chồng mà ôm hai đứa con nuôi như vậy. Rồi cô ấy dì chị ấy Dạ. hôm nay có đi lấy chồng chưa? Dạ có Là có chồng rồi. Lúc trước là mình kết hôn mình có giấy tờ không anh? Dạ có. Rồi ly dị xong rồi Thì mình đó là ra tòa rồi. à mình làm ra tòa rồi ha, có giấy tờ đàng hoàng ha.
Rồi thì thôi coi như là duyên nợ mình đến đây cũng hết rồi, nhưng mà em nghĩ là người mẹ mà bỏ được hai đứa con của mình vậy là em thấy cũng khó nói được. Thì thôi giờ anh người ta cũng đã có chồng mới rồi thì giờ mình đi thêm bước nữa đi, thì hai đứa con mình lúc trước là cô ấy có bù đắp gì, có cho tiền gì không, tiền lương gì không anh, Dạ chu dạ cấp không không dạ không á? Rồi không gì là có mình gà trống nuôi con hen. Cũng được bao lâu rồi anh? dạ dạ năm nay là 10 năm mà. 10 năm rồi. Chà, trong vòng 10 năm đó anh có đi thêm bước nữa không? Dạ không Không luôn. Rồi vậy là buồn tẻ sao nè? dạ Buồn à? thì thấy thấy buồn mà tủi, thì bây giờ em mới có cái tâm trạng là em nhờ chương trình đó. Thì em nói thật tâm là con á thì nó rất là ngoan, tại vì hồi đó là đi theo mẹ là không theo, dứt khoát không theo mẹ mà theo cha, mà cho nên bây giờ có đầy đủ rồi, có tương lai rồi. Bây giờ nhiều khi em cũng thấy gì nè, buồn tủi thì mới nhờ chương Rồi anh có nói với con anh trước là tiên là nhờ chương trình, sau là may ba lên mắn chương trình tìm ba tìm mẹ cho con nữa, anh có nói không? chương trình. Vậy là con đồng ý ha. Dạ Rồi hôm nay anh đến với chương dạ trình Sài Gòn Go, anh muốn kiếm một 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 cô nữa là như thế nào đây, một người vợ nữa sẽ như thế nào? dạ thì em thì nói thật tâm với thật lòng thì em là có nghĩa là hồi hồi trước trước khi mà em chưa có hai bé đó, chưa có lập gia đình đó, thì em cũng có cái quan niệm là ăn chay là 1 tháng em ăn 4 ngày, rồi sau này cũng vậy đó. Thì cô nào mà có cái tâm để về, thí dụ mà em nói nè 14 gặm thì cũng có ăn chay rồi, 14 30 29 30 đó, rồi cùng cùng ăn cùng niệm cùng sống cùng làm, chứ em không có quan niệm cái gì khác biệt hết. Rồi anh thế nè, anh có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ không, đối với em là em nói với thật với chương trình với tất cả khách quan cô bác bạn bè họ hàng trên YouTube á, nếu thấy được em thì tâm trước tiên là có tâm đi, tâm khởi nguyện rồi phước thiền thì nó sẽ theo phước báo mình, có làm sao thì mình hưởng vậy, chứ em cũng không cầu gì. Rồi ý em hỏi là ưu điểm đây có nghĩa là điểm mạnh của mình á. Dạ em thì mua bán hàng ngày đó, thì À có nhiều hưởng nhiều, có nhiều xài nhiều, vậy là cái rồi tùy theo phước báo mình thì có điểm mạnh nhiều mình là buôn bán hen. Còn cái khuyết điểm của hưởng mình, nhiều. Khuyết điểm em là có cái gì nè, em là có thời gian thì là đi đi có quyên góp, đi vào chùa, đi từ thiện, còn không có thì còn thời gian thì mua bán, cái còn khuyết thời điểm gian đâu thì phải, cái đó là điểm mạnh của mình nghỉ ấy. Cái đó là điểm mạnh của mình, còn cái ngợi khuyết điểm là cái mà mình không làm được, và cái mà mình ví dụ như là ở nhà ở dơ nè, hay là không dọn dẹp nhà đó, dạ ngủ trễ không, cũng cái là đó là em là tự tin luôn, tự tin em làm hết cho vợ con luôn. ông anh cũng phải có cái khuyết điểm gì đó chứ, là cái điểm yếu Em mình không làm là được nói á. chung là điểm yếu của em là gì nè, lúc nào mà em quải quá thì dạ em nhận khuyết điểm là em không có làm, còn em bình thường là em làm hết Có tất nhậu cả nhẹt mọi là mặt. hút thuốc gì không? Nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Dạ không, Hút dạ ít ít lắm. thuốc ít, cỡ ngày hút cỡ mấy gói?
một gói từ sáng tới chiều. Ờ rồi bây giờ nè anh Thế bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu nè, nặng nhiêu? Em 1m58, em cân nặng 60 cân. Rồi anh Thế muốn kiếm một cô đó chiều cao nhiêu, nặng nhiêu? Thì em nói thật là tùy tâm tùy duyên, chứ 9-10 năm nay rồi em chưa khởi tâm à. Mà bây giờ thấy có một cái gì đó gọi là thiếu hay là trống vẳng gì đó. À vậy ha. Thì em mới nhờ anh vắng ha. Rồi độ dạ. Tuổi cô đó cỡ bao nhiêu? Dạ. Thì em năm nay em 43 mà chắc cỡ bằng tuổi hoặc là trở lại đi. Bằng tuổi hoặc trở lại cỡ bao nhiêu? Cỡ từ ba mấy tới 43 nè. Dạ. Ba mấy? 35 tới 43 hà. Dạ. Tại vì cái tuổi đó nó mới chín chắn, chứ cái nhỏ hơn nữa là nó chưa chín chắn đâu. Khi mà về với mình là nó cũng có nữa. À. Rồi anh thì khi tâm, anh rút bỡ một lần rồi, anh có rút kinh nghiệm gì để cho lần sau không? Dạ có. Cho nên là em thì kêu anh em cũng nói thật. Kêu anh là lên chương trình anh nói hết ra để mấy cô thấy được, coi được không, mấy cô vô. Anh đừng có giấu nha. Giấu rồi về đổ vỡ nữa đó. Dạ, mô Phật. Rồi. Dạ, mô Phật. Rồi. Nếu mà em nói là ở đây là nhà sau thôi, còn nhà trước á, em nói là tùy tâm là tâm Phật khẩu Phật, chứ không ai nói là còn cái này là mình ngoài ý ngoài tâm thì em nói gì chỉ nói vậy thôi. Anh chứ có con thích, em thì không anh có thích một mẫu người nội trợ hay là mẫu người nũng nịu? Vừa một người nội trợ với một người kinh doanh. À người tại vì trợ, em là dạ. Đang kinh doanh rồi. Dạ. Ví dụ như dạ. Giờ nếu dụ giờ cô đó anh có yêu cầu cô đó có công ăn việc làm gì không hay là có nhà cửa gì không? Có cũng được mà không có cũng được, mà có cái đầu có cái sự tính toán kinh doanh. À. À em thì em nói thật là em đang kinh doanh. Nếu mà hai người hợp tác nữa thì nó sẽ mau. À. Mà biết thì duyên thì tâm. Dạ. Ví dụ như mà giờ mà chưa có việc làm á, mà biết về kinh doanh thì sẽ tới đó thì anh sẽ kinh doanh làm việc với anh đúng không? Về ở chung với anh đúng không? Dạ. Rồi. Dạ. Rồi em hỏi một cái điều này quan trọng. Dạ. Đối với người phụ nữ và đối xử tốt với người đàn ông nè, người đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ nè. À, sau này mà nếu mà dạ. Chị mà quen nhau mà thấy hợp với nhau thì mình có cho chị danh phận không? Dạ có. Rồi cách thông đàng hoàng ha. Ừ. Rồi như vậy á, mình dạng như mình cho một người đó một cái niềm tin, chứ cỡ mà mình ở mà không có cái thôn á thì nó rất là hiu. Người phụ nữ họ cứ phập phồng lo sợ anh, sợ mà anh đuổi anh bỏ một ngày nào đó không hay, không đó. Cho nên là người phụ nữ nó rất là yếu đuối, nhưng mà đối với người phụ nữ mà yêu anh thật lòng thì anh cũng phải nên như vậy ha. Dạ, rồi nam mô a di đà. Giờ anh đang có hai người con trai nè. À con mèo đâu lên vậy? Anh đang có hai người con trai mà giờ cái cô ấy con... có thêm một người con trai rồi sao? Dạ có. À, nếu có thì càng tốt. Đây là con thú cưng ở nhà nó vậy. Rồi thôi giờ để nó xuống mình nói chuyện đi. À, vậy là anh vẫn thương con của cô ấy về ở chung được không? Ví dụ giờ mẹ đi đâu con phải theo đó đó. Dạ. Mẹ đâu thể bỏ con. Dạ được. Rồi ok anh ha. Rồi bây giờ vậy nè anh nè, anh khi ngoài những cái giờ mà bán vừa về về rồi anh có đi đâu chơi không, có bạn bè gì không? Dạ không, tại ở đây là vừa sổ sách với công việc á là nó không có thời gian. Với cái thứ hai là em nói thiệt là đám tiệc họ hàng nội ngoại đó là em cũng không có thời gian để em đi, nhiều khi nhờ con đi rồi gửi tiền. Ông em hỏi thiệt nghe, anh đang có được mấy xị vô người rồi? Mấy xị rồi? Dạ không, tại là em mới đi bán về, em về rồi em mới lên xe tải rồi đó, về là em mệt, có nhiều khi em ngủ gục trên xe luôn. Trời ơi, không ai biết.
mà anh nhìn em, anh biết là em, anh tưởng em sai là đúng cảm giác rồi đó, em đuối lắm. Thôi đuối là gì, công việc đó. Nhưng mà lên đây kiếm vợ có đuối không? Dạ. Rồi. Còn không, ráng mong tìm để nhờ một cái tay trợ giúp nữa. Rồi, bây giờ cái tay trợ giúp nè. Dạ. Giờ em hỏi thiệt, anh có làm vườn làm ruộng gì nữa không? Hay là chỉ có căn nhà? Căn nhà anh cỡ được bao nhiêu mét vuông? Căn nhà em 7 mét vuông, nhưng mà em có một cái vườn phan bảy không bề ngang mười mấy mét vuông nữa em trồng. 7 mét vuông là tạc rồi, nhỏ vuông là nói chung là nó đẳng ngang nhiêu chịu nhiêu có khoảng hai công, hai công à, hai công gì bề ngang 25 mét và dài 45 mét. Ồ, vậy vậy là cũng được rồi đó, thì mình có vườn thừa. Dạ. Nè, là có nhưng mà là cái đó là dạ cái đó là em nói thật là để tận hưởng thôi, chứ không có gọi là cái gì, nhưng mà đích thực là cuộc sống là gì, cái hỏi mỗi ngày mình thu nhập là được rồi. Để bài có đang cãi được rồi nha. Rồi ví dụ như giờ món mà mình học thích sống đó, thì mình có thể là mình làm một cái gì đó, mình trồng trọt hay là mình chăn nuôi gì cũng được, đất rộng mà, phải không? Dạ. Rồi chính xác. Dạ. Rồi bây giờ anh dạ. Có ở quê anh có sở thích gì không? Thì bây giờ em á, thì sở thích là em mua bán, em mua trong vườn á, thì em đi ra chợ em bán hoặc giao phố thành phố đó. Dạ anh. Mà bây giờ em sao mà cảm thấy, em nói thật tâm thật lòng, tại vì mỗi ngày mà thấy nó càng lạnh lẽo dư hay chống chờ gì đó, thì muốn tìm một nửa mảnh ghép để nhờ tới cái chương trình. Rồi cảm giác nếu như mà trong lòng mình trống trơ trống trọi, bây giờ mình tìm một người đâu đó để tối lửa tắt đèn, nấu cơm nấu nước, rồi lo lắng họ kinh doanh làm ăn với mình ha. Dạ. Rồi mốt nữa có đưa vợ giữ tiền không là hay là mình giữ hết? Dạ. Rồi thôi không có hỏi anh nhiều nữa, giờ anh có lời gì muốn nói với cái cô sắp tới không? Nó quan trọng, giờ nói với cô đó nè, để cô đó bắt máy lên gọi cho chương trình coi. Dạ. Thì bây giờ nếu mà cô nào mà có cái tâm niệm mà muốn mua bán kinh doanh, hoặc là tâm đầu ý hợp từ tuổi 34 trở về, cô nào mà yêu thương thật lòng á, muốn san sẻ về nửa cuộc sống hôm về sau tới trăm năm bạc đầu á, thì mong cách nói với chương trình nhé. Rồi dạ. Khi mà cứ nói với chương trình thì em cũng làm nhịp cầu nói để cho anh chị đến với nhau. Thì anh chào quý vị khán giả, đem kết thúc dạ. Video cho anh đi nghỉ sớm coi. Dạ dạ. Thì em nói chân thật một lời nói vậy đó, mong dạ. Mọi người chia sẻ và ủng hộ. Rồi, thì cuối chương trình thì Sàn Go cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Và sẵn qua đây thì Sàn Go cũng có bán dạ. Những vật phẩm như nhang trầm, vòng trầm, nụ trầm và thác sông, và các vật phẩm về trầm hương như là dầu xoa trầm, và các sản phẩm sinh lý về nam nữ. Với lại là có bán thêm thuốc đau khớp, viêm đau khớp lưng hoàng nha. Cô chú anh chị nào mà có đau xương khớp thì liên hệ tới Sàn Go ha. Rồi, em cảm ơn anh nha. Ví dụ như có ai mà đau xương khớp hay gì anh giới thiệu bên em ha. Rồi, em chào anh.